Một cái vít cánh. Rồi băng băng keo điện. Bây giờ mình tiến hành làm nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ tiếp điện ở một cái đầu của nó bằng một cái sợi dây chiết ha. À, ở đây nó có hai chân nhưng mà mình chỉ cần tiếp điện vô một chân là được các bạn. Không cần phải tiếp điện vô hai chân. Rồi sau khi mà mình quấn quấn cái phần dây đồng đó nó vô cái ăn điện vô cái chân của nó rồi đó. Thì mình lấy băng keo đen mình dán lại. À, dán cái sợi dây điện cho nó cố định vô cái vị trí này ha. Rồi đồng thời mình cũng dán che lắp cái phần mà dây điện ở chỗ cái đầu cực của cái đèn đó. Ừ, cho nó cách điện an toàn luôn ha. Rồi, trên cái bóng đèn led này đó các bạn, nếu mình xoay xoay quanh cái đường tròn của nó mình sẽ thấy là nó có một cái đường chỉ ha. Cái đường chỉ này chính là cái mặt lưng của cái hàng đèn led ở bên bên trong đó. Có nghĩa là nó sẽ sáng đều hết xung quanh, nó chỉ ngoại trừ cái lưng này nó không sáng thôi. Do đó thì cái sợi dây mà mình kéo và mình sẽ áp ở ngoài sau lưng của cái đó, nó sẽ không có cản cái ánh sáng. Rồi sau khi mà mình nói được một đầu rồi đó các bạn, thì mình sẽ nói luôn cái đầu còn lại bên đây ha. Rồi, bên đây thì mình lại lấy một cái sợi dây thứ hai nha. Cũng làm tương tự như cái sợi dây trước, nhưng mà mình bên đây thì các như cái sợi dây nó sẽ ngắn hơn, mình sẽ cắt bớt đi ha, lấy cái phần vừa đủ. Rồi cái lúc mà mình dán băng keo đó mình chú ý kéo nó hơi căng ra một chút để cho đảm bảo là cái chỗ mối nối này nó được truyền điện tốt ha. Cũng làm giống như bên kia, mình sẽ dán băng keo lại cho nó bịt kín lại cái chỗ mà cái phần dây đồng. Rồi sau khi mà mình dán xong cái phần mà chỗ nối dây rồi đó thì các bạn căng cái sợi dây mà từ cái đầu bên kia qua đó cho nó nằm nằm trùng với lại cái đường chỉ của ngoài xa lưng cái dải đèn luôn nha các bạn. Rồi mình tiếp tục đó là mình sẽ dán thêm nó vài vòng băng keo cho nó định hình cái sợi dây. Mình cắt ra hai sợi, mỗi sợi là 30 cm. Rồi mình sẽ gấp đôi nó lại ha, và dán nó vô thành một cái vòng. Cái vòng này mục đích là mình để có thể là mình sẽ móc lên trên trên tường đó các bạn. Trên tường mà nó có một cây đinh đó thì mình sẽ móc lên ha, thòng nó xuống. Tương tự vậy thì cái bên kia mình cũng dán lên cho nó một cái vòng.
Rồi còn cái đoạn dây ở đầu này đây mình sẽ nói với nó một cái phích cắm ha. À, cái cách sử dụng đó, các bạn thì ở hai đầu này là mình có dán hai cái vòng ha. Mình có dán dùng cái sợi dây điện làm thành hình cái vòng, do đó đó thì nếu mà ở trên vách tường đó các bạn, mình có hai cái cây đinh mà bề ngang nó là 1,2 m thì mình sẽ móc hai cái vòng này lên cái đinh tạm thời đó ha, thì mình sẽ có ngay một cái đèn 1,2 m ở trên tường. Còn nếu mà mình chỉ có một cái đinh đó các bạn, thì các bạn móc nó lên một đầu thôi, còn một cái đầu còn lại cho nó thòng xuống dưới ha, cho nó thòng xuống dưới, thì như vậy thì nó cũng làm được cái nguồn sáng tạm thời cho mình. Thì khi mà mình đi sửa tới cái vị trí nào đó thì mình lại di dời cái đèn này đến cái vị trí đó, nó rất là tiện lợi ha. Mình cũng có thể để cái đèn này nó thấp hơn, cao hay thấp tùy theo cái yêu cầu sử dụng của mình để mà mình làm cái nguồn sáng. Thì đối với cây đinh mà ở trên vách đó thì mình có thể khoan khoan lỗ bắt tắc kê để mà treo cái đèn này cũng được. Còn hoặc là mình dùng cái đinh thép đó các bạn, mình đóng nó là một cây hoặc là hai cây đinh, thì cái đèn này nó rất là nhẹ thì cái cây đinh thép nó vẫn là sử dụng được. Thì cái lợi thế của nó là nó mình có thể gắn ở bất cứ vị trí nào ha, cao hay thấp. Thường là khi mà mình sửa những cái ở cái vị trí thấp đó thì mình sẽ treo nó ở cái vị trí nằm ngang thấp ha. Bây giờ mình gắn thử tiếp điện cho nó sáng không các bạn. Rồi sáng rồi đó nha các bạn. À, thưa các bạn, trên đây mình đã chia sẻ với các bạn cái cách làm nhanh một cái đèn chiếu sáng tạm thời phục vụ cho cái công tác sửa chữa ha, bằng cái đèn bóng đèn 1,2 m rất là thông dụng, dễ làm, tiện lợi.